Mi Du vừa công bố lễ cưới, vợ Phan Thành liền có thái độ lạ đến chính một điều. Không hiểu là vô tình hay cô ưu ý, khi Mi Du vừa thông báo sắp đám cưới thì cũng là lúc Rim Bi Trương, vợ Phan Thành kiến dân tình đứng ngồi không yên khi lên tiếng về xôn xao dư luận. Cụ thể, sáng ngày 26 tháng 4, Kim Bi Trương, vợ Phan Thành bất ngờ có những chia sẻ về nghi vấn cưới chạy bầu dù đã kết hôn được hơn 3 năm. Vợ tổng giám đốc Sài Gòn -E cho biết ở thời điểm hiện tại, tin đồn cưới chạy bầu của cô năm nào đang bị theo dệt đi quá xa. Đây là điều không đúng sự thật và làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Vì vậy cô quyết định lên tiếng giải thích về chuyện này. Đây cũng là lần hiếm hoi người vợ kính tiếng của Phan Thành lên mạng đến chính về thông tin cá nhân. Cụ thể, Grimmy Trương liệt kê các cột mốc và hình ảnh về đám hỏi, đăng ký kết hôn, DKKH, đám cưới. Cho thấy việc sinh em bé trong năm 2021 là nằm trong kế hoạch. Cuối cùng cô khẳng định chuyện có bầu trước khi cưới là thật nhưng không phải cưới chị bầu đám hỏi của mình vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, DKKH vào ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020. Đám cưới mình ngày 29 tháng 1 năm 2021 nhưng mọi người nói mình cưới dạy bầu. Sở dĩ mình có bầu vì hai vợ chồng có kế hoạch sinh con trong năm 2021 và ông bà cũng mong cháu sớm nên sau khi DKKH thì hai vợ chồng dọn về ở chung. Ai ngờ nhạy quá nên không ngờ dính sớm vậy. Xong thành cưới dạy bầu. Đúng là có bầu trước ngày cưới thật phát hiện có bầu làm 10 ngày trước đám cưới nhưng không có chạy bầu nha quý vị và Hiên mi trường nói ngoài ra vợ phan thành cũng mong mọi người để mình yên tâm chăm con vì một ngày ngủ còn không đủ nên không thích ra ma thêm ngoài ra điều khiến cư dân mạng xôn xao là không hiểu cố ý hay vô tình mà đúng thời điểm đám cưới của mi du rầm rộ mọi nơi thì gia đình phan thành cũng bắt đầu gây bão ai cũng biết mi du và phan thành tân sức về chung một nhà nên chuyện này thật khó để mọi người không liên tưởng lại với nhau sau khi hủy hôn cả mi du và phan thành đều có cuộc sống riêng không còn nhắc đến nhau trong khi mi du phấn đấu có sự nghiệp riêng gắn với hình ảnh nàng hot girl học thức thì phan thành cũng có hạnh phúc viên mãn